lên rồi, lên rồi. Lên chưa? Nó đang lên này. Kéo chán này, lên tí rồi kéo này. Đấy, lại kéo. Đây là con mệt rồi, con này mệt rồi. Ủa, hắn kéo lại, hắn, nó hắn. À, nó vừa, nó kéo mệt rồi bác ơi. Chuẩn bị ra lấy vợt đi bác ơi. Ủa, 15 phút rồi, 20 phút chưa? Lên đấy, mệt rồi. Mình còn mệt chứ nói gì mực. Con này chắc phải giant squid quá. Lên rồi, lên. Lên dần rồi, mệt rồi. Lên rồi. Phải lên đi chứ. Hắn kéo này. Kéo lại. Ác luôn này. Hình như hai cậu cháu mình kéo nhau hay sao ấy. Lên chưa? Đấy, cho nó lên. Lên nhưng mà nó kéo lại. Đấy, đây này. Mực gì đây không biết nữa. Bác Thành còn của bác này không nên. Gác bạn... ra sao mà em quên con làm cắn.